I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay lại channel của mình. Hôm nay là mình sẽ review lại một sản phẩm mình đã làm rất là nhiều clip rồi. Nhưng mà hôm nay mình có một sản phẩm dành cho khách chạy Winner X V2 và V3 ABS. Thì thông thường mấy bạn chạy Winner X á, thì mấy bạn sẽ hay thắc mắc là Winner có ABS và không ABS nó sẽ khác như thế nào. Và những cái mâm gắn cho Winner X V3 thì cái đời V3 nó mới ra thì nó chỉ khác gì cái dàn áo thôi bạn. Còn như mà dàn chân ha, là thắng heo mâm đĩa tất cả rồi nó y chang. Đó, nó không khác gì với xe Winner V1, V2 đâu nha. Chỉ có một đặc điểm á, duy nhất mà hôm nay muốn review bạn đó chính là xe của chúng ta có những ABS thì nó sẽ có những phụ kiện gì khác ha. Rồi, cái bộ hôm nay là nó dành cho Winner V3 có ABS thì mình sẽ chú trọng mình đẩy sâu vô cái vấn đề này để những bạn nào chạy Winner có ABS thì mình xem nha. Ok. Ở đây cái bộ mâm của mình ngay đây là sẽ có cái lồng ABS nè. Thì cái bộ này là mâm ba đào của RCB ha. Cái bộ này mình làm cho khách có ABS chạy ha. Bạn thấy có điều đặc biệt gì đây không? Đây, ngay chỗ này luôn. Ngay chỗ này. Đó, bạn thấy nguyên cái lồng ABS không? Thì cái lồng này mình đã tích hợp sẵn vào trong đây rồi. Đi cục canh ha, mình để ra ngoài. Đó, mình sẽ tháo ốc ra cho các bạn xem ha. Thì cái lồng ABS này nó có gì đặc biệt? Nếu mà bình thường á, mẫu các bạn không có ABS á, thì xe chúng ta sẽ không có phần cái dân này. Bởi vì cái xe không có ABS á, thì chúng ta sẽ không có cần cái bộ ABS. Cái này là của bộ ABS ha, mình bổ sung thêm. Đó. Cái bộ này, những anh em nào hồi trước á, mua mâm mà có ABS về á, rắn á, thì nói với mình là nó có một cái sự cố là nó bị cấn. À, nó bị cấn. Nó cấn vô cái bộ ABS thì cần phải sửa lại. Nói chung á, thì nếu như các bạn ở nhà sửa thì khá là khó khăn. Nên thôi, mình sẵn thì mình cập nhật lại một cái nữa. Đây, tháo ra ha. Rồi. Cái mâm thì mình từ review. Đây. Đây là cái lồng của ABS nè. À, thấy không? Đây, thấy không? Đây. Nếu mà mình lấy cái lồng ra thì nó là như vậy. Đây. Nguyên cái phần ở chỗ này. Nguyên cái phần chỗ này là mình đã tích hợp ha. Mình đã tích hợp. Tích hợp sao? Tích hợp cái bộ này. Đây, có cái lồng như nè. Mình thả nó lọt vô luôn. Đó. Đấy. Thì hình thì thông thường mấy bạn nào mua ABS hoặc muốn chế ABS á thì hỏi mình là cái cách mà của bên mình làm như thế nào, thì thật ra mình đã từng làm rồi mà không có thời gian review hoặc là chia sẻ cho bạn xem. Đó, các bạn rất là hoang mang, bạn không biết là mua cái lồng này về thì cái xe Winner mình phải xử lý như thế nào ha. Thì đây nè, bạn thấy một cái lồng ở đây, mình có một cái lồng. Nếu cơ bản một cái lồng bình thường không có ABS á là không có cái phần cắn này đâu nha bạn ha. Rồi, mình muốn xử lý cái bộ ABS như thế nào thì mình đính nó vào đây. Đây, đính vào ngay cái này luôn. Đây, bằng rang luôn. Nè, thấy không? À, bằng rang luôn nè. Đó. Ảo không? À, đẹp không? Quá đẹp luôn, mình nhìn. Cực kỳ thẩm mỹ. À, thấy không? À, cực kỳ thẩm mỹ luôn đúng không? Đó. Thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn nào nếu không mua đồ chúng mình mà xe có ABS thì bây giờ muốn lên hay phải làm sao. Là như vậy. Đó. Bởi vì hồi trước có nhiều khách mua của mình chỉ là em chỉ cần vớt một cái, mớ một cái lường như thế này và thả cái lồng vô là xong. Thì em mấy bạn nó mới hỏi mình là ủa là làm sao anh? Em không biết và hồi đó giờ chưa thấy bao giờ, thì thôi mình gắng mình làm cái video như thế này để cho các bạn xem. Đó, mình phải chú trọng dành riêng cái phần này để nói các bạn thì mình phải xử lý như vậy ha. Được không? Rất là đẹp luôn. Và chúng ta chỉ cần y chang như nãy, bắt ốc vô. Rồi, bây giờ bắt ốc vô trở lại rồi mình review tiếp nha. Rồi, sau khi mình bắt á, trở lại thì là một cái bộ mâm mình là như thế này. Đây á, là một sản phẩm mâm ba đao của Racing Boy. Thì cái mâm này là kích thước đằng trước của nó ở phần này các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn nào lần đầu tiên xem video của mình biết được là cách đọc thông số của mâm như thế nào ha. Thì từ cái chỗ này, ngón tay trỏ mình đây, vào phần này, qua ngón tay cái mình ở đây. Đó, cái bề rộng này là 1.6. 2.6, 1.6 là cái phần này các bạn. Đây, 1.6 là phần này. Và đặc biệt lưu ý nha, không bao giờ và không hề tồn tại mâm 1.2, 1.4, 1.4, 1.6 mà mâm ba đao ha. Bạn không bao giờ tìm được thấy một cái sản phẩm nào
mâm ba đao của RCB mà có 1.2, 1.4, 1.4, 1.6 luôn nha. Không bao giờ có nha. Rất là nhiều các bạn cố tình hỏi mình là có mâm 1.4, 1.6 cho xe này mâm RCB không? Mâm RCB 1.2, 1.4 hay không? 1.6, 1.4, 1.6 không? Thì không bao giờ có. Nên những bạn nào có ý định hỏi cái mâm này á, mà những cái size đó thì các bạn bỏ qua luôn đi. Tại vì không bao giờ có cái thứ đó tồn tại trên đời này đâu. Các bạn không cần tìm, chứ nó mắc công lắm. Ha, đốt cháy sạch đốt cũng không tìm ra được đâu ha. Rồi, bắt buộc khi bạn nào có ý định sử dụng mâm này thì nó chỉ duy nhất một cái thước từ là ít nhất, thấp nhất, nhỏ nhất của nó là 1.6 đằng trước và 1.85 đằng sau ha. Thì 1.6 đường này đấy, và mâm này là 17 inch là đường kính nè, từ cái chỗ này nè qua tấm đây là 17 inch nha. Đó, thì thích hợp cho những cái xe mà có thể gắn được. Như bên mình á thì đang xem video này á, là bạn thấy nó là Winner X ha. Winner X, Winner thường là mình chung hết nha bạn ha, chỉ khác nhau mình chỉ phân biệt là có ABS và không ABS thôi. Đó, còn thông số mọi thứ là y chang, chỉ khác về cái việc ABS này thôi, nên các bạn rất là dễ ha. Bạn nào đang sử dụng mâm Winner này nè, mâm này nè mà cho Winner thường, mấy bạn bán cho mấy bạn chạy Winner X có ABS thì chỉ cần mua cái lồng này về gắn vô nữa là xong ha. Rồi quay lại nè, thì cái bộ này lần trước là sử dụng cốt 12 bạc đạn là bạc đạn của Winner nha. Mấy bạn này á, mua mâm của mình khi mà sau này về sử dụng, mà nếu như mà lỡ cái mà bạc đạn có hư, bạn chỉ cần ra cửa hàng xe bất kỳ, bạn nói mua bạc đạn trước xe Winner thì lấy về gắn là y chang ha, rất là dễ luôn. Và bên mình có bán cả cục canh những cái cục canh như thế này thì rất là quen thuộc với các bạn mua hàng bên mình rồi. Đây là canh inox nè, đây mấy bên đây mình thả vô cái là y chang luôn bạn, rất là đẹp đó, quay cho bạn xem rất là đẹp đấy. Còn mấy bên đây thì sao? Mấy bên đây có nguyên cái lỗ to đùng như vậy, thì nếu mà cái lỗ to thì mình có cục canh to đây, cục canh to này đấy, quá quen thuộc luôn rồi. Những sản phẩm này á, mục đích ngày hôm nay mình review lại cho các bạn xem á, là phục vụ mấy bạn xem cái combo này gồm có những gì. Và cái lòng ABS nè, mình chủ yếu hôm nay mình muốn giới thiệu cái lòng ABS thôi. Còn những cái bộ này thì những bạn nào đã xem video của mình thì xem quá rõ rồi. Đấy, còn đây là bộ canh nè, đây là canh bánh trước nè. Đó, sản phẩm này hình như duy nhất có một mình bán thôi bạn, mình không thấy ai làm cái này hết trơn á. Rồi, bánh đằng sau nè. Trụ nó nặng, mâm RCB rất rất là nặng luôn, nên các bạn nào có định mua mâm này mà chạy ha là rất là bền. Tại nó rất là nặng, cái mâm đằng sau này bèo bèo phải là 5kg các bạn, rất là nặng nha. Đằng sau này nè, cái đường này là 1.85 đó, thích hợp nhất là vỏ 80 hoặc là 90. Còn những bạn nào thích đi vỏ nhỏ thì chỉ 70 thôi. Cái này là chỉ 70 là hết ga rồi, mấy bạn không thể gắn được cái vỏ 60 vô cái này đâu nha ha, không thể gắn được. Còn nếu gắn được á thì các bạn phải rất là cố gắng, và chắc chắn khi bạn gắn vô thì nó sẽ chạy, nó xảy ra đường mâm này. Và vỏ 60 là thì gắn vô đây là không nên. Mấy bạn không ai mà nói chung với mình á, nếu mà những bạn nào muốn mua mâm ba đao á, bạn chạy á là gại kiểu đi cà phê, chạy đi dạo phố, chạy đi touring á, thì không ai gắn cái vỏ 60 vô đây làm gì trơn á. Nếu bạn gắn vỏ 60 thì bạn đừng nên mua cái mâm này. Đó là một lời khuyên ha. Rồi, đằng sau này nè là mình sẽ có một cái đĩa. Cái đĩa này là gắn như zin cho Winner. Đằng sau đĩa Winner đó chúng ta là 220mm. Đường kính từ đây nè qua đây là 220mm. Mình có cục canh inox luôn. Tất cả sản phẩm bên mình là canh inox hết. Và bạn thấy nè, mình có Ford nè, mình gắn vô. Đó, không có rớt luôn mẹ ha. Đó, gắn vô nè, rất là đã luôn. Thì nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi lắm anh ơi, anh có bán cái Ford này không? Thật ra mình không bán nha bạn. Tại vì cái Ford này á, nếu bạn mua nguyên bộ mâm của mình thì mình làm sẵn nó trong đây thì nó tiện. Còn bây giờ bạn khang bạn kêu mình bán cho bạn cái Ford này về cũng không gắn được ha, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, vừa tốn công kiếm mình nữa. Nhưng mà mình bán cái Ford này về chắc chắn là không gắn được. Bạn thấy tháo cái mâm bạn ra, bạn đem qua chỗ họ tiện, chứ họ tiện lại phần này, họ sửa tùm lum tùm la luôn thì mới gắn được cái Ford vô. Thì tha thì á, mấy bạn nên mua sản phẩm của bên mình từ đầu, hoặc các bạn để nó luôn khỏi gắn Ford. Còn nếu bạn mua bên mình thì chắc chắn là có Ford, mình có Ford nè, chắc chắn là êm luôn đó. Đấy, đó là ưu điểm ha. Nên mà bạn nhiều khi bạn thấy nhiều cái bạn nói thấy sao tin clip anh là anh quảng cáo là cái mâm của anh có Ford mà sao em mua Ford thì anh lại không bán. Không phải không bán mà giờ bán mất công lắm, vì cái Ford này có mười mấy ngàn cái mà giờ ship một cái là 30 ngàn
à, ví dụ như cái này post này 15 ngàn cái đi, tiền ship 30 là 45 ngàn, mắc công lắm, rồi làm biến bán nữa, cái post lại có mấy ngàn bạc, ngàn hai ngàn cũng mắc công á, thôi mình không bán, lỡ mấy bạn bơm hàng mình lỗ 30 ngàn thì ship luôn, thôi khỏi bán đi, thà mình để mình ngắn mầm, chứ lại không bán một cái post thì cũng không có mít lòng, cùng lắm thì không có lời 1-2 ngàn thôi chứ không có mít lòng đó. Nên mấy bạn đừng có ý định là nhắn tin mình hỏi mua cái post rồi mình không bán, nhưng mà cục canh thì có nha, bạn mua một bộ cục canh thì nó vài trăm ngàn thì mình vẫn ship được cho bạn đó. Ví dụ bạn không có hồi trước bạn đã mua một cái bộ mâm ở đâu đó rồi đó, mà cục canh nó bị xấu quá, bạn thấy không chịu, không ưng, bạn muốn liên hệ mình mua một bộ canh thì mình có bán, một bộ canh thì vài trăm ngàn ha, thì bạn phải chuyển tiền trước mình mới làm. Còn mấy bạn sợ mình lừa đảo thì thôi, bạn không cần phải nhắn tin luôn, nó sẽ không có gây mít lòng đó. Thật sự rất là nhiều bạn á, mình đặt mình ở những bộ canh á, còn những video như thế này của mình nè, mình review mình có những bộ canh, xong cái mấy bạn đặt hỏi mua thì mình tư vấn xong rồi mình báo bạn ơi chuyển khoản đi, rồi mình làm cho cái chửi mình, bạn chửi mình là nó là lừa đảo rồi này kia, thì bạn tìm kiếm mình chứ mình đâu phải mình nhắn tin inbox cho từng bạn rồi chào mời là mình có bán cái này bán cái kia rồi mấy bạn chuyển tiền cho mình đi rồi mình giao hàng, thôi ra bạn cần mình đó. Và thứ hai nữa là những cái bộ của mấy bạn đặt á là chỉ duy nhất mấy bạn xài thôi, mấy bạn không chuyển khoản cho mình á, mình làm xong mình bỏ thời gian mình làm xong mà bạn bơm hàng cái là không thể nào sử dụng được, không thể nào tái chế lại được, nên là sẽ không nhận những đơn hàng đặt những cục canh này mà không chuyển tiền đó. Còn bạn chuyển tiền thì nhanh gọn, nay chuyển là ngày mai mình đã làm xong cục canh cho bạn rồi đó, mình giao đây ha. Rồi cái bộ này nè, còn có cả cùi đĩa này nè, những cái cùi đĩa như vậy. Cái bộ này á, là nếu như á, là dắt xe tại đây á, thì mình sẽ quay lên xe cho bạn xem luôn. Còn hôm nay á, cái bộ này là mình gửi đi, hình như này gửi đi đâu ra, Đồng Nai hay gì á, hình như vậy, hình như Đồng Nai, mình nhớ cái đơn này ở Đồng Nai thì không có xe đi quay ha. Rồi cái bộ này các bạn sẽ hỏi mình là đi với vỏ gì, vỏ gì ha, đây vỏ mà khách của mình lựa chọn là Rosso Billy đây vỏ này nè, vỏ ăn trước á là 70 70 90 17 70 nè, sẹt 90 17 là cái gì đó, giải thích cho bạn xem nè ha. 70 là cái chiều hoành này, số 70 nha, để cho các bạn nào không hiểu được mấy thông số này là cái gì. 70 90 17 ghi ở đây đó, thì 70 là chiều hoành này, 90 là chiều này, chiều từ cái chỗ này nè, trừ chỗ này ra ngoài đây đó, 90 là cái khoảng này nè bạn, từ trong đây ha ra ngoài đây là 90 17, là từ bên đây, từ ngay cái mép chỗ này qua bên đây, sử dụng cho cái mâm 17 ha. Đó, để nhiều khi bạn hỏi 70 90 17 là em mua 70 80 mà sao anh gửi em 70 90, là không phải, 70 90 là một cái vỏ, 80 là ở đây nè, 80 90 17 nè, đây 80 rồi không, số 80 80 90 17, có nghĩa là chiều ngang này là 80 nè, cái chiều từ trong đây ngay chỗ anh chỉ nè ra tới ngoài đây là 90, và 17 là tầm đoạn quanh đây. Thì giờ mình sẽ cho bạn xem cái gai của cái mâm này ha. Cái video này á, mình quay sẵn cũng cho phần khách hàng của mình xem, lâu lâu các bạn xem, có cái bạn xem, và cho những người mua hàng của mình á, như ví dụ những chủ mâm này nè, đặt mâm thì xem hàng trước khi gửi nó như thế nào đó, cũng có cái để xem đó, rất là thú vị luôn. Đây đây vỏ nè, đây cái gai vỏ này là vỏ bia lì, đây không, đây là cái gai, gai này là gai của bia lì Rosso. Cái vỏ này cực kỳ bám đường các bạn, mình sẽ minh chứng cho bạn xem bằng cách như thế này, bạn thấy nó rất là gít không nè. Nếu các bạn thật sự ở ngoài đời á, các bạn mua những vỏ xe này, hoặc những bạn nào đã từng chạy xe này, mà cái minh chứng rõ ràng nhất là ví dụ như gà bạn gạch bông nè, bạn ở trong nhà gạch bông đúng không, bạn cái xe bạn ở đây đúng không, bạn quay xe mà bạn không dỡ bánh xe lên, bạn quay xe không được, nó sẽ dính như vậy, nó sẽ dính như vậy. Ở trong video clip á thì rất là khó để cho các bạn xem rõ được cái sự mà dính của nó đó là sự bám đường bởi vì chất liệu cao su. Còn nếu như cái vỏ nào á mà không bám đường á, dễ lắm mà, ví dụ nhà gạch bông là dễ nhất nha, gạch bông thì nó trơn rồi đúng không, bạn quay xe nó dù cái tên là nó không dính cho miếng gạch gì hết trơn á. Hoặc là bạn ở trong nhà bạn chạy á, bạn chạy xe từ trong nhà ra ngoài sân á, mà có gạch bông á là bánh xe bạn quay tròn tròn luôn, nó xấy mà nó không có dính vô miếng gạch chỗ nào hết trơn á, rất là dễ trơn trợt á, thì vỏ đó chắc chắn không bám được. Còn cái vỏ mà kể cả trên nền gạch bông ha, gạch bông gạch kiến á mà nó đã rít rất là rít rồi thì đương nhiên ra đường nhựa,
thì nó cực kỳ bám đường và cực kỳ an toàn ha. Thì đây là một vỏ rất là nổi tiếng rồi, không có gì phải bia hết. Đây là những vỏ xe mà cửa hàng mình luôn tin dùng và những cái tất cả những xe của nhà mình đều xài. Một là Moto CB, hai á là vỏ Rosso Bailey. À, chứ không có mua ba cái vỏ tầm bậy tầm bạ. Còn những bạn nào á không có điều kiện kinh tế á, xài vỏ vài trăm ngàn á, thì đó là phân khúc khác rồi. Còn nếu mà phân khúc tiền triệu mà thật sự an toàn mà muốn tốt á, thì mình cứ mua Bailey mình xài thôi ha. Rồi, vỏ này là mai gói cho người ta để đi. Và cái bộ này á có nhông sình dĩa luôn nè. À, nhông sình dĩa luôn. Thì mình cũng inbox cho bạn xem. Thì cái bộ này nếu mà gắn cho Winner á thì mình chọn là nhông Nova 15. À, nhông của Gator ha. Thì cái nhông này là sử dụng cho tất cả những xe Honda luôn. Nó hay vậy á, là Winner nè, Winner thường, Winner X, Winner V1, V2, V3 là chung hết. Là nhông 15 này sẽ chung hết nè. Khác nhau một cái á là cái cùi đĩa, khi mình sử dụng cái mâm này mình sẽ sử dụng cùi dĩa của Yamaha. À, vì cái Yamaha thì cái cùi này phải xài dĩa của Exeter 211. Bạn hãy thấy đây. À, đĩa này là Exeter 211 nha. Và lý do mình luôn chọn đĩa cái to là cái đĩa này rất là bền mà nó màu đen. Cái đĩa tải á, bạn nên chọn màu đen, bạn đừng nên mua đĩa nhôm. Cái đĩa nhôm á thì nó chỉ đẹp thôi, nhưng mà bạn chạy á nó sẽ ra những cái gì cái đen đen gọi là nhớt, ra nhớt ở trên sợi sơn nó sẽ dính vô cái đĩa và rất là dơ luôn. Những bạn nào chạy xe mà kỹ thì mình không nói, mà nếu bạn chạy xe mà không kỹ khoảng nửa tháng một tháng mới rửa xe một lần, phần nhận thôi ô phần nhông trên dĩa bạn cực kỳ kinh dị và nó rất là dơ luôn. Nên khi mình lựa chọn cái đĩa đen như thế này thì nó sẽ rất là tiết kiệm, mà nhìn nó ví dụ bạn lười rửa xe một tí thì nó vẫn đỡ, nó sẽ giấu đi những cái phần mà cặn, những cái dơ đó bạn rửa xe thì nó sẽ che lấp đi, kiểu như nó đen thì nó dính với đen nó sẽ ít. Còn các bạn mà mua mấy cái đĩa này nè, mà đĩa tải mà màu vàng hoặc là màu vàng cát đồ á, nó dính một cái dơ là nhìn kinh dị lắm, là bắt ngày nào cũng thấy rửa xe luôn. Bạn không rửa xe bạn bỏ xe bằng ba bữa là nhìn nó ghê lắm. À, nhông sinh dễ thì đi Nhật thôi nè. Bộ này là sinh vàng nha. Đây sinh vàng nè, bạn lưu ý mình một cái phần mà nhông sinh dễ Nhật á, ở cái tay mình chỉ nè, bạn thấy không? Nếu mà hàng chính hãng á thì đó là tem 4D. Nó tem 4D thì bạn nghiêng chiều nào đi chăng nữa, cái phần ở đây vẫn thấy được những logo đi đi và bốn cạnh bốn bên có logo. Đó. Thì hàng này á là mình gửi đi nên phải review cho bạn xem như thế này. Mình không nào xé inbox được. Nếu mình inbox á thì cái sợi sên này mình bắt buộc phải gắn tại cửa hàng. Nếu mà gửi đi thì khách hàng lúc nào người ta cũng sẽ thích một sự inbox. Nhưng mà mình đã làm clip review cho bạn xem thì ok, mình sẵn sàng mình mở ra mình sẽ lấy sợi khác gửi khách. Còn sợi này mình gắn tại tiệm cửa hàng của mình rất là bình thường luôn. Đây nè, một sợi hà full box này bạn thấy không, này còn nguyên chưa xé luôn ha. Giờ mình sẽ bóc hộp cho bạn xem. Đây đó, đó. Rồi ở đây nè, nói thần ở chỗ này sẽ có một cái mối, bạn chỉ cần ấn ngón tay nhẹ vô thì sẽ mở ra được. Bạn xem này ha, đấy đó, thấy chưa? Đấy ra thì trong hộp này sẽ có một sợi sên, một cái phe hàng chính hãng của DD sẽ nằm trong cái bịch như vậy. Thì cái này mình không xé đâu ha, mình xé thì nó sẽ làm rớt mất, sau này tìm sẽ rất là cực. Nếu mình không xé mình sẽ cho bạn xem sợi sên thôi. Đây một sợi sên DD Nhật ha, sẽ xong trong bịch như vậy, hàng chính hãng nha. Mình không bán hàng Thái Lan nha bạn, hàng Thái Lan là hàng Trung Quốc các bạn, hàng Thái Lan là hàng pha ke đó, chứ không phải hàng Thái Lan là đồ xịn đâu, không phải nha. DD chỉ có duy nhất hàng Nhật và hàng nhái thôi, tất cả đồ nhái là đồ gọi hàng Thái Lan hết các bạn, đồ nhái hết á. Đây hàng Nhật nó là như vậy. Thì đối với các bạn không có kinh tế thì mình không nói, nhưng các bạn có kinh tế mà các bạn mua mà bị lừa đảo nó khác nha. Ví dụ bạn đã chấp nhận mua bộ nhông sinh dĩa đi Thái 200.000-300.000 bạn xài á, thì đó là bạn biết đó là hàng Thái Lan và đó là hàng pha ke bạn xài thì đó là ok. Còn nếu bạn mua bỏ số tiền ra, bạn muốn mua đồ xịn, bạn muốn mua đồ chính hãng mà gửi trúng cái hàng nhái á thì nó rất là cay, nó cay hơn ớt các bạn. Nên mình phải lưu ý, mình chỉ với bạn xem hàng Nhật nó sẽ thông bình như vậy. Đằng sau á thì sẽ có phần Made in Japan, Daikyo, Tokyo nè, phần này đó. Và đặc biệt nó phải nguyên seal. Và đằng đây có tem nè, cái tem DD này nè rất là hay bạn, là thấy không, hàng tàng chỉ nè, mình nghiêng lên nghiêng xuống nè đó, không cỡ nào nó cũng thấy được chữ DD đó. Và hộp này là 428D, có nghĩa là sên này là sên 9 ly, cửa hàng của mình chỉ sử dụng sên 9 ly thôi và không sử dụng phốt cao su.
Bởi vì các bạn không biết sự chăm sóc, không biết chăm sóc sên phốt cao su, bạn xài máy sên phốt á là chạy 3 bữa thôi là nó hư rồi. Nó rất là lẹ hư đó, bạn không biết chăm sóc nó sẽ rất là nặng. Còn những sên này bạn chỉ cần rửa sạch, vệ sinh sạch sẽ, dùng bộ dưỡng sên bất kỳ hay là dầu quả gì đó, ví dụ bạn khổ quá thì lấy dầu quả, dầu đi ô gì bạn rửa rồi bạn dưỡng sên lên cái bạn xài thôi đó. Còn nếu mà sên phốt cao su bạn phải biết rửa sên mà phải biết chăm sóc thì sợi sên bạn mới sử dụng bền đẹp được. Còn nếu không thì chắc chắn bạn xài vài bữa thôi là sợi sên bạn nó xét nhẹt và nó cứng nhắc luôn. À, đây đây bộ này em ơi, mình sẽ lấy gắn tại cửa hàng mình gửi khách mình bộ khác, sẵn sàng bốc hàng cho bạn xem, nó bình thường không gì hết. Đồ anh mình thì mình bán hàng chính hãng hết, không có gì phải lăn tăn. Thì cái bộ mâm này gồm những gì nữa ta? Ê, cục canh nè. Thì cái này là canh mánh đằng sau đó, canh mánh đằng sau. Cái bộ canh này nếu mà gom đầy đủ hết á, để mình cầm cho các bạn xem nè, nó gồm có những gì ha. Đây 1, 2, 3, 4. Còn gì đó không ta? À, 5 đây nè. Đây, đây nè, bộ như vậy nè, bạn thấy không? Đó, bộ canh bánh nè, gồm mà trước 2 cục nè, sau 3 cục. Đó, đằng sau 3 cục á. Ủa, nhầm rồi, đằng sau 3 cục vậy mới đúng. À, đằng sau 3 cục nè, thấy chưa? Đằng sau 3 cục. À, đằng trước thì 2 thôi. Đằng trước 2 là bởi vì đằng trước chỉ có 2 bên thôi, đâu có gì đâu. Nè, đằng trước, cái mâm đằng trước á, thì cửa hàng mình bán những bộ như vậy, mình đã canh sẵn các bạn hết rồi. Đó giờ mình bán rất là nhiều. Y chang thôi, thả vô cái lụm, nó rất là đẹp. Đằng trước thì nó hai bên, mỗi bên hai cục, nãy mình đã review rồi. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Dạ xong, ok, hôm nay mình đã review cho các bạn xem xong về bộ mâm ba đao dành cho Winner. Đó, V3 nha, bộ này là Winner V3 có ABS luôn. Và đi chung với giỏ gì? Thì những cái chi tiết của sản phẩm mình đã review hết cho bạn xem rồi, không thiếu bất cứ thứ gì. À, quên nữa, có thiếu. Cái mâm này các bạn nên sử dụng một van vòi như thế này, van vòi này, van vòi 8 ly thì bên mình có bán luôn. Cái van vòi á, nhiều khi các bạn sẽ hỏi mình cái van vòi đi làm cái gì đúng không? À, thật ra không có, nhiều bạn không biết luôn. Cái van vòi là mình sẽ gắn vô cái mâm, ở đây sẽ có cái lỗ nè bạn, thấy không, lỗ này nè, đó thì sẽ bắt cái van vòi vô đây để sử dụng giỏ nha. Còn nếu không có cái này là không có chỗ nào để bơm xe, là không có bơm được, là gắn cái giỏ vô là không có bơm bánh xe được, là khỏi chạy ha, nên phải có van vòi nha. Ok rồi, kết thúc video ở đây. Hôm nay mình đã review xong. Nếu các bạn muốn mua hàng gì đó, muốn xem hàng thì các bạn cứ vào kênh của mình hoặc là vào đây bùm97racing.vn. Tất cả những sản phẩm, những chi tiết gì đó mình đều có đăng lên đó, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm rồi có những gì thì các bạn cứ lên trên đó bạn xem. Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở kỳ tiếp theo nha. Bye bye. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, say I'm